Dạ đây, Kenny, con trai cưng đang ăn bánh hỏi heo quay. Món yêu thích của Kenny đó. Heo quay nè. Còn này là gà hấp muối của anh chồng. Ngon không anh? Của anh bồ. Của anh bồ. Bồ thì phải ngon. Vậy ủa chồng không ngon à? Chồng ngon nhiều phải. Ai nói? Cục cưng khen này nè. Cục cưng khen này của mami nè. Cục cưng thích ăn bánh hỏi heo quay lắm á. Thích ăn heo quay của cái tiệm heo quay Hảo Vị. Ăn chỗ đó thôi, ăn mấy chỗ khác không ăn. Ha con ha. Tám canh này kỳ đó mua ở Liên Hoa anh, nên nó không ngon. Em đi mua ở Liên Hoa canh này nó không thích. Mỗi người mỗi khẩu vị ha. Còn chế hén thì bả lại thích Liên Hoa, bả chê ở đây. Đúng là mỗi người cái khẩu vị khác nhau ha. Mà nhiều người lại thích Hảo Vị. Rất là nhiều thích người, rất là nhiều. Mới ra sao thôi. Liên Hoa nó có lâu lắm rồi phải không? Mấy chục năm nó từ dưới lót rồi nó mới về và Hảo Vệ thì cái thép của nó giống từ Việt Nam. Còn cái kia cái giống Tàu hả? Nó giống như là Trung Hoa. Vậy chứ hén, bà ăn bà thích ở dưới đó. Cái đó thì nó mở màn của Tàu hả? Của Liên Hoa nó mở nhiều hả?